lộn thổi đuôi ngựa gò thiêu thùng. Du khách thập phương tấp nập đổ về Bạc Liêu đi vía bà Nam Hải dịp đầu năm. Đã mắt ngắm hàng rào bông trang đỏ rực như ngọn nến. Thành phố Hồ Chí Minh, tai nạn liên hoàn trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, 3 người bị thương. 3 năm hành trình mang Tết về nhà và chặng đường tiếp nối. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhã Chân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tiện ích Sài Gòn hay về như chuyện sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Ngày 30 tháng 1, hàng ngàn người khắp nơi vượt đường đồi dốc, không ngại cơn mưa lất phất và thời tiết lạnh 17 độ C để đến gò Thì Thùng ở xã vùng cao An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem đua ngựa. Mỗi năm, hội đua ngựa gò Thì Thùng chỉ tổ chức một lần vào mùng 9 tháng Giêng. Năm nay, 32 chú ngựa đến từ 4 xã An Xuân, An Hiệp, An Thọ và An Lĩnh tham gia tranh tài. Toàn bộ kỵ mã tham gia cuộc đua đều là ngựa thồ hàng nông sản của địa phương. Hầu hết là ngựa cái, còn các kỵ sĩ điều khiển ngựa đua là các nông dân, chủ ngựa. Cuộc đua nghiệp dư nói trên đã duy trì hàng chục năm qua và luôn thu hút hàng ngàn người xem, không chỉ ở tỉnh Phú Yên, mà còn là du khách ở các tỉnh lân cận. Sự hấp dẫn của hội đua ngựa này chính là ở tính thiếu chuyên nghiệp của nó. Do ngựa đua là ngựa thồ trên các vùng núi cao, không quen với việc phi nước đại hoặc đứng trước quá đông người reo hò với cờ phướng vấp phới, nên rất nhiều kỵ sĩ phải vất vả đưa kỵ mã đến vạch xuất phát. Không ít kỵ mã đã có lệnh xuất phát từ lâu nhưng cương quyết không chạy, phải hai ba người rượt đuổi, la hét, đánh vào mông mới chịu xuất phát. Có cô ngựa còn hất ngã luôn kỵ mã xuống đất và không chịu đua. Nhiều kỵ mã chạy đua hết tốc lực, đầy nhiệt tình và một mình băng về đích vì kỵ sĩ đã rơi từ lúc nào. Cũng không hiếm trường hợp ngựa có nài nhưng chạy lểnh thỉnh, đua nước đại vẫn không bằng ngựa không này. Hội đua ngựa gò Thì Thùng có từ hàng chục năm trước, do người dân An Xuân tự tổ chức để vui Tết. Dần dà, nhiều địa phương có ngựa thồ ở huyện Tuy An cũng tham gia và hội đua đã được nâng thành hội xuân cấp tỉnh, tranh cúp đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên. Hội đua ngựa gò Thì Thùng năm nay được hơn 30 đài truyền hình trong nước tiếp sóng trực tiếp. Tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, có một hàng rào bông trang dài 35m, rộng gần 1m, được chủ nhân tạo hình cắt tỉa tỉ mỉ trong suốt gần 10 năm qua. Đến nay, mỗi dịp xuân về, hàng rào trổ bông đỏ rực một vùng trời, thu hút chú ý của khách tham quan. Chủ nhân của đoạn hàng rào độc đáo này là anh Lê Hữu Phước. Mỗi năm Tết đến, bông trang nở hoa thành từng chùm đỏ rực. Hàng xóm và bà con từ xa về thấy đẹp, dừng lại chụp ảnh. Từ đó hàng năm anh đều cố gắng vun vén, cắt tỉa và cho hoa ra đúng dịp Tết để mọi người chiêm ngưỡng. Đặc biệt, có 100 cây bông trang tạo hình giống cây thông khi nở hoa đỏ rực, hệt như những ngọn nến lung linh, đẹp mắt. Thì nói chung là cũng công cán, cũng đổ vô cũng nhiều lắm, nhưng mà cái đam mê mà thích làm cho nó có được cái ngôi nhà mình đẹp vậy thôi, chứ ngoài ra không có cái gì nữa trơn á. Chiều ngang là nó khoảng 1m, rồi chiều dài là khoảng 35m. Thì nói chung là tầm năm nay nó khoảng 10 năm mới được vậy. Hồi đó đó là của bà nội để lại, bà nội phải trồng 1-2 bụi để gầm mình cúng đó, có bông để cúng. Rồi sau đó nội mất rồi bắt đầu mẹ mới gầy giống ra, rồi từ từ sau này cái mới biết gầy giống nữa đó. Rồi cái bắt đầu trồng cho nó nguyên một cái hàng rào luôn, rồi gầy ra nhiều như vậy nè. Bởi vì nhưng mà cái tên gọi khác đó là hoa mẫu đơn, bởi vì mình thấy cũng có ý nghĩa với ông bà của mình, rồi bởi vì chồng cũng đam mê bên cái này cũng hơi lâu, cũng mấy năm rồi. Đến nay, hàng bông trang của gia đình anh Phước đã trải qua 3 thế hệ. Anh cố gắng gìn giữ, chăm sóc như một nét đẹp cho làng quê. Sau Tết Nguyên Đán, nhiều người dân rủ nhau đi dâng hương cúng Phật để mong cầu những điều tốt đẹp trong năm mới. Khu Quán Âm Phật Đài hay còn gọi là Phật Bà Nam Hải ở tỉnh Bạc Liêu là một trong những nơi thu hút rất nhiều du khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Trung bình mỗi ngày có đến hàng ngàn du khách.
Mặc dù chưa đến ngày vía bà Nam Hải, nhưng những ngày này, đoạn đường dẫn đến khu quán âm Phật Đài thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, luôn đông nghẹt người và xe cộ. Bên cạnh người dân địa phương, nơi đây còn thu hút rất nhiều du khách từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ về tham quan cúng bái. Hàng năm thì tôi có về đây và thăm viếng Phật bà Nam Hải. Và đây cũng là một cơ hội để tôi về thăm bà con họ hàng ở đây. Sau Tết tôi thường cùng với gia đình tôi ra với bà, cầu mong bình an và sức khỏe. Thì sau Tết thì thường thì người dân đến viếng rất là đông, mà tôi không ngờ năm nay đông đến như vậy. Chính vì nhu cầu tham quan cúng bái tăng cao trong dịp đầu năm, khu quán âm Phật Đài đã mở cửa cả ngày lẫn đêm để đón du khách. Bên cạnh việc dâng hương, cầu an, nhiều người còn hào hứng chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên vẫn có không ít người phải đứng vái lạy từ xa vì du khách quá đông không thể đến gần tượng bà. Theo người dân địa phương, hàng năm lượng du khách đến khu quán âm Phật Đài nhiều nhất vào hai thời điểm, đó là dịp đầu năm và ngày vía bà 22 đến 24 tháng 3 âm lịch. Ngày 31 tháng 1, mạng xã hội lan truyền video về việc nhóm trộm cắt khóa đột nhập nhà dân trộm nhiều tài sản. Các đối tượng mang hung khí khiến người trong nhà hoảng sợ, không dám tri hô. Theo xác minh, vụ trộm cắp trong ngày Tết xảy ra đối với một gia đình tại ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Thông tin ban đầu, vào ngày 23 tháng 1, gia đình chủ nhà về quê có gửi nhà lại cho một người quen trông coi. Đến rạng sáng 24 tháng 1, có một nhóm 4 đối tượng đột nhập vào nhà. Các đối tượng mang theo hung khí là dao nhọn đi vào trong nhà. Một đối tượng đã sử dụng kìm để cắt khóa. Nghe tiếng động, người phụ nữ trông coi phát hiện có người đột nhập nhưng không dám tri hô. Sau khi đột nhập vào trong, các đối tượng đã lấy đi nhiều vật dụng tài sản gồm tivi, máy in, loa thùng, máy giặt. Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 40 triệu đồng. Chủ nhà cho biết trước đó gia đình anh đã bị mất cắp 2 lần, lần này thiệt hại nặng nhất. Hiện công an địa phương đã ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ. Ngày 31 tháng 1, thông tin từ công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho hay vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy khiến 3 người bị thương, trong đó 2 người phải nhập viện cấp cứu. Trước đó hơn 16 giờ ngày 30 tháng 1, người dân tại đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nghe thấy tiếng động mạnh nên kiểm tra thì phát hiện 3 người gồm một nam hai nữ bị thương nằm trên đường, cạnh đó là các xe máy hư hỏng nặng. Bảo vệ khu công nghiệp nhanh chóng hỗ trợ đưa 2 người phụ nữ bị thương nặng vào bệnh viện cấp cứu. Người nam còn lại bị xây xát khắp người, được sơ cứu tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, cả 3 xe máy đều hư hỏng, trong đó phương tiện 2 xe máy nằm chồng lên nhau, cách xe còn lại một đoạn ở hướng chiều ngược lại. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân đến xử lý hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh. Lực lượng chức năng cũng tiến hành đo nồng độ cồn người nam liên quan để phục vụ công tác xử lý, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, những công nhân, sinh viên, lao động nghèo ở khắp nơi trên cả nước đa phần đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc sau những ngày Tết sum vầy. Trong số này, có nhiều người may mắn nhận được sự hỗ trợ của chương trình Mang Tết Về Nhà năm thứ 3 liên tiếp do Trung ương Đoàn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của những người trực tiếp tham gia chương trình đầy ý nghĩa này, quý vị nhé! Những chuyến xe, chuyến bay, chuyến tàu đưa và đón những người con, người cháu về lại quê hương, rồi quay trở lại thành phố như sự tiếp nối yêu thương. Và những người tổ chức chương trình Mang Tết Về Nhà, những tấm lòng thiện nguyện, tự dặn lòng sẽ cố gắng hơn nữa để sự chia sẻ còn tiếp nối, không dừng lại ở cột mốc 3 năm. Như chia sẻ của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trong buổi lễ tiễn Mang Tết Về Nhà 2023. Giai đoạn khó khăn vừa qua, nhất là sau đại dịch, khiến chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của tình yêu thương và gia đình, chính là điểm tựa, là nơi tất cả tìm về khi gặp khó khăn. Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm chúng ta nghĩ đến và tìm về những giá trị cốt lõi cao đẹp ấy.
Tuy nhiên, trong sự khó khăn chung, những sinh viên, công nhân, người lao động để có lộ phí về nhà xuân vầy là cả một nỗi lo lớn. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tiên phong trong cách nghĩ, cách làm để phối hợp với các đơn vị liên quan, làm nên một chương trình đầy ý nghĩa, giàu sức nhân văn liên tục trong 3 năm qua. Chỉ tính riêng chương trình Mang Tết Về Nhà năm 2023 đã dành tặng 556 vé máy bay khứ hồi, trong đó có 360 vé nội địa, 196 vé quốc tế, 3.600 vé xe ô tô khứ hồi và các phần quà ý nghĩa. 3 năm qua, gia đình anh Đinh Xuân Viên, quê Quảng Bình, chưa về quê vì dịch bệnh. Sau dịch, công việc cũng bấp bênh do công ty phải ngừng việc liên tục. Mức lương của cả hai vợ chồng dành lo cho con nhỏ, lo cái ăn cái mặc hàng ngày đã thiếu trước hụt sau, nói chi mơ đến tiền về quê ăn Tết. Một chiều như hai vợ chồng em á, là nó rơi vào tầm 3 triệu rưỡi là một chiều á, và hai chiều nó rơi vào 7 triệu chưa ăn uống. Thì năm ra là cứ lâu lâu mới về, với lại năm nay á, có vé của đoàn thanh niên á, nên cứ về luôn. Trừ những tấm vé quý báu cho vợ chồng em và tất cả người lao động về quê ăn Tết. Còn với gia đình anh Trần Anh Việt, quê Quảng Trị, cũng đã 6 năm chưa về quê. Mỗi độ Tết đến xuân về, đều phải bám trụ tại Sài Gòn để dành dụm tiền, lo cho con ăn học. Vợ làm công nhân, anh Việt làm nghề tự do nên thu nhập không được bao nhiêu. Ước mong về quê xuân về ngày Tết, hai vợ chồng luôn nghĩ đến nhưng không thể thực hiện. Nhờ chương trình tài trợ có được cái chuyến vé là quá vui, quá hạnh phúc. Cả mọi người, ông bà nội, ông bà ngoại đang chờ con cháu được về. Suốt hành trình 3 năm qua, khi có dịp đến quê hương của những công nhân, sinh viên, người lao động trước Tết để lắng nghe tâm sự của ông bà, cha mẹ của họ hay đồng hành với họ trên những chuyến xe về quê, chúng tôi thật sự không kìm được xúc động. Tết cũng ân cho con về xâm vầy, cho có con, có mẹ, có cháu, có ông, có bà. Mẹ cũng chẳng mong gì hơn, chỉ ngay Tết tôi có con về. Bình thường mẹ một mình lủi thủi rồi, chẳng mong gì hơn cả. Tết nó có con số một. Xuân này con sẽ về, nhất định con sẽ về. Khó khăn mấy cũng về, mẹ đừng đang lo mẹ nhé. Theo ban tổ chức, hành trình Mang Tết Về Nhà giai đoạn 2021-2023 đã hỗ trợ đưa 11.126 sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết. Hành trình đã góp phần kết nối một chuyến bay quốc tế khứ hồi Nhật Bản-Việt Nam, 11 chuyến bay nội địa, 186 chuyến xe ô tô, 325 vé tàu. Ngoài ra, thông qua việc quyên góp tại ví thanh toán điện tử ZaloPay, chương trình đã thực hiện được tổng giá trị quyên góp sau 2 đợt triển khai là 312.864.401 đồng. Tổng số tiền đã được quy đổi thành 56 vé tàu và 180 vé xe ô tô hỗ trợ thêm cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết. Còn cả những cái giọt nước mắt trong những cái quá trình làm chương trình nữa. Và đó là những cái điều mà tôi nghĩ ý nghĩa nhất, đó là làm ra những cái điều lớn hơn bản thân mình để có thể mang lại một cái giá trị lớn hơn cho công ty cũng giống như cho nhiều người trên khắp Việt Nam. Ông Toàn cho biết thêm, nhìn thấy những hình ảnh xuân vầy, yêu thương của những hoàn cảnh được giúp đỡ, bản thân ông và những người làm chương trình thật sự cảm thấy hạnh phúc. Và trong tương lai, chắc chắn Sun Story PepsiCo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình ý nghĩa này. Chương trình này chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành. Tại vì hơn ai hết là người Việt Nam, chúng ta hiểu rằng mình, bản thân mình chính là cái Tết của mẹ, của cha, của gia đình, của bạn bè và của người thân. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá chương trình Mang Tết Về Nhà 3 năm qua đã khẳng định được tính thiết thực và vai trò của tổ chức đoàn trong công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Chương trình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân, tương ái.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.